Tất cả mọi người ai cũng bỏ đi hết. Má cũng bỏ rơi con. Tại sao vậy má? Tại sao tất cả mọi người đều bỏ rơi thằng Du này? Người tôi thương thì ghét tôi, má thì mặc kệ con. Không còn ai hết. Dạ chào thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Chào cậu hai. Chào mợ hai. Tôi về. Anh hai. Ai trong trò vậy? Là vợ của em. Em dâu của anh hai đó. Sao cổ la dữ vậy? Bởi em đánh cổ hả? Sao em đã đánh vợ của em chứ? Em thương cổ còn không hết nữa mà. Lý do em nhốt cổ lại, vợ em đang bị điên. Nếu mà em thả cổ ra, cổ sẽ dấy xong tự giận đó anh hai. Chính là thằng Dung đã hại vợ em ra nông nổi này. Nó hãm hiếp vợ em, khiến vợ em thành điên thành khùng. Bây giờ vợ em nhìn thấy em cứ tưởng em là thằng Du rồi chửi rủa em suốt. Thằng Du đúng là thằng khốn nạn mà. Thằng Du, nó là ai? Nó là em cùng cha khác mẹ của anh em mình, cũng là kẻ thù của hai anh em mình. Hồi đó nó thương chị Bông, nhưng cuối cùng anh hai cưới được chị hai, nó đâm ra tức. Nó phá cho gia đình của anh tan đàn xẻ nghé để cướp lại chị hai. Anh hai, anh có biết lý do tại sao anh trôi dạt xuống tận chỗ này không? Cũng là tại thằng Du hả? Dạ đúng. Chính nó xô anh xuống sông, nó muốn giết anh để cướp lại chị hai. Chính là nó xô tao xuống sông. Hình như là tao nhớ ra được một chút rồi. Hả? Anh nhớ được cái gì rồi?
Chị hai. Sao rồi chú ba? Anh hai không có trên này chị. Ăn cơm xong mình ráng đi tìm thêm vài chỗ gần đây coi sao. À, hay để tôi tính vậy. Chung đã ăn cơm xong á, tôi đưa chị hai về nhà nghỉ ngơi. Để mình tôi đi kiếm anh hai cũng được mà. Tôi không có sao đâu. Tôi muốn đi chung mà. Chị hai nghe tôi đi. Tôi thấy chị hai phờ phạc lắm rồi đó. Với lại chị hai cũng phải về nhà để chăm cu tính nữa. Má con mà, xa nhau lâu đâu có được chị. Ngoài này sông nước gió mái, lỡ chị hai đổ bệnh, chị hai mệt rồi, tôi cũng đâu có đặng đi kiếm anh hai. Vậy thôi lỡ rồi. Lát nữa chú với tôi đi tìm thêm mấy chỗ nữa, rồi chiều chú ba đưa tôi về nhà cũng được. À, chị hai giữ chai dầu, thoa chấm người, rồi cứ lên ghe nghỉ ngơi đi. Rồi cơm để đó tôi coi cho. Lệ ơi là Lệ, em ăn cơm đi mà Lệ, em đừng bỏ cử nữa mà Lệ. Anh buồn anh xót lắm Lệ ơi, em ráng ăn đi mà Lệ. Tôi xin mày mà vô, mày giết tôi đi, tôi không muốn sống vậy nữa. Lệ ơi Lệ, em nói gì vậy Lệ? Anh là chồng của em mà, anh thương em nhiều lắm, em đừng chửi rủa anh nữa. Em ráng ăn nghe Lệ. Lệ, em ráng ăn đi bà Lệ. Lệ ơi Lệ, em ráng ăn đi bà Lệ. Em ráng ăn đi bà Lệ. Năn nỉ em ráng ăn đi bà Lệ. Lệ đó. Thành phố không chỉ lấp lánh phồn hoa, đó còn là nơi của những giấc mơ, những phiêu lưu, mất mát, nhưng đầy ắp tình người. Ở cái xóm này mặc dù nghèo nhưng mà đắt nhất là tình người. Đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7 từ ngày 25 tháng 12, 2023.